Phó Tổng thống con xin nơi các bạn bảo vệ xi nhan sau quý vị có xe 81 quý vị nhé. Mình kiểm tra kỹ hàng trước khi đặt nha quý vị, và shop đảm bảo giao hàng đúng như trong hình quý vị nha. Mình kiểm hàng, mình hài lòng thì mình nhận hàng, nếu mà không hài lòng mình không phải mất 1 đồng phí ship nha quý vị.